xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ việc tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố ông võ đình sớm, thẩm phán tòa án Nhân dân tỉnh gia lai về tội nhận hối lộ. Ông võ đình sớm là thẩm phán được phân công giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Phan Anh Tuấn chú thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai với bị đơn là Ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển Hồ. Quá trình giải quyết vụ án, ông võ đình sớm đã có hành vi đòi ông Tuấn đưa 1,5 tỷ đồng để xử cho thắng kiện. Ngày mùng 4 tháng 8, ông sớm đã nhận trước 500 triệu đồng của ông Tuấn ngay tại phòng làm việc thì bị bắt khẩn cấp. Trong quá trình điều tra, ông võ đình sớm khai số tiền 1,5 tỷ đồng là tiền ông Tuấn và ông sớm góp vốn đầu tư xây dựng trại heo. Tuy nhiên, ông Sớm không biết mô hình, phương án kinh doanh trang chạy heo như thế nào và không có tài liệu, chứng cứ gì thể hiện việc đầu tư, góp vốn với ông Tuấn. Trong khi đó, ông Tuấn khai không có việc ông Tuấn mời ông Sớm góp vốn xây dựng chạy heo và ông Tuấn không xây dựng chạy heo. Do đó, cơ quan điều tra xác định ông Sớm khai góp vốn, đầu tư trang chạy heo với ông Tuấn là không có cơ sở. Theo kết luận điều tra, ông Phan Anh Tuấn đã giao nộp 8 file ghi âm ghi lại việc trao đổi, đòi tiền để xử cho thắng kiện của ông sớm viện khoa học hình sự thuộc bộ công an đã giám định và xác định các file ghi âm không có dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung âm thanh tiếng các nhân vật trong các file ghi âm là của ông phan anh tuấn ông võ đình sớm bên cạnh đó còn có giọng một luật sư được ông sớm giới thiệu luật sư này đã được xác định không liên quan đến vụ việc